Bạn còn nhớ là khoảng vào tháng 2 năm 2017 cho đến cuối tháng 4 2017, Quỳnh Thảo Hoàng có thể nói là một thành viên của tổ chức Đạo Minh Quân. Thì trong lúc đó thì Quỳnh Thảo Hoàng vẫn giúp cho bên Đạo Minh Quân rất là nhiều thứ, cũng như là những lần đi kêu gọi cho bên Đạo Minh Quân có được lá phiếu, như lời Đạo Minh Quân đã nói là kêu gọi 1 triệu lá phiếu. Sau khi được 1 triệu lá phiếu sẽ được vào Nhà Trắng gặp Donald Trump hay là gặp chính quyền Mỹ, vân vân, để có thể trở về lấy lại đất nước mà không làm khổ dân, theo lời của Đạo Minh Quân nói. Nhưng sau một thời gian Quỳnh Thanh Hoàng bước vào với tổ chức của Đạo Minh Quân thì hoàn toàn thất vọng, rằng tất cả những gì Quỳnh Thanh Hoàng biết được hoàn toàn giả dối, không có một cái gì gọi là thực tế và lời nói hoàn toàn là láo khoét. Ông ta kêu gọi là 1 triệu lá phiếu, và sau khi được 1 triệu lá phiếu vào khoảng giữa tháng 4, trong khi kêu gọi lá phiếu, sau này mới biết được là những lần ông kêu gọi lá phiếu là từ đầu năm 91, khoảng đầu năm 91 cho đến ngày hôm nay. Nhưng hoàn toàn chúng tôi không biết, Quỳnh Thảo Hoàng hoàn toàn không biết rằng lá phiếu này đã kêu gọi bao lâu. Nhưng đến khi mà rộ lên, ông ta kêu gọi lá phiếu là khoảng vào đầu tháng 2, đầu năm 2017. Quỳnh Thảo Hoàng cũng là một trong những người đã kêu gọi lá phiếu cho Đạo Minh Quân. Thì khoảng giữa tháng 4, trước 30 tháng 4, thì đã đạt được 1 triệu phiếu. Và sau đó Quỳnh Thảo Hoàng mới bắt đầu đặt câu hỏi với Đạo Minh Quân. Và những điều mà Quỳnh Thảo Hoàng nói chuyện với Đạo Minh Quân, Quỳnh Thảo Hoàng có thâu lại một số tài liệu để làm tài liệu cá nhân. Thì tất cả những gì ông Đạo Minh Quân nói, cũng như là đóng băng 617 tỷ, đóng băng hai căn nhà của Nguyễn Xuân Phúc, và có 28 nước ủng hộ cho ông ta song hành với Mỹ, vân vân và vân vân, tất cả điều này toàn là mỹ dâm. Theo được biết, chính Quỳnh Thanh Hoàng đã được biết rõ ràng Đạo Minh Quân chính là một cái tổ chức, còn được gọi là một cái hội từ thiện mà thôi. Hội từ thiện được mang tên Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Thì là một cái tổ chức gọi là chống cộng, nhưng thật ra đây là một cái tổ chức mình gọi là giống như na ná là một cái hội từ thiện. Hội từ thiện được chính phủ Mỹ công nhận, đây là một cái hội từ thiện được mang tên Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, chỉ là một cái hội từ thiện mà thôi, chứ không phải là cái bên đấu tranh. Nhưng ông ta dùng cái Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời này là một cái tên hội từ thiện để trá hình Mỹ dân, để kêu gọi lá phiếu, Mỹ dân để làm những chuyện mà chúng ta có thể nói đây là nghị quyết 36 của Đảng Cộng sản. Đó là đánh nát lòng dân, đem những người yêu nước đưa vào tay của bọn tuyên giáo Cộng sản. Và một trong những điều mà chúng ta thấy được là anh Huy Đức, là thằng xâm xét, là một trong những nạn nhân mà gần đây mới phát hiện ra rằng Đào Minh Quân chính là người chụp hình và lấy hồ sơ cá nhân của anh Huy Đức, và cuối cùng những tấm hình này đã lọt vào tay của tuyên giáo của Đảng Cộng sản. Hoàn toàn là không có, hoàn toàn 100% đó là đúng. Vì tất cả những tin tức mà tất cả những gì Huỳnh Thanh Hoàng biết được trong một thời gian mấy tháng ở trong tổ chức Đạo Minh Quân thì tất cả hoàn toàn là không có. Cũng như đây là một cái thí dụ của Huỳnh Thanh Hoàng.
Cũng như Đào Minh Quân đã từng nói, 28 quốc gia ủng hộ xin lỗi, cái câu nói 28 quốc gia ủng hộ này nó có hàm ý rất nhiều. Vì trong khi năm 1990-91 Đào Minh Quân đã từng đi qua bên những đảo mà có người Việt tị nạn, còn cái thời mà còn người ta còn đi đi vượt biên đó, thì ông ta có qua những cái trại tị nạn và kêu gọi đạp mặt Hồ Chí Minh, đại khái là vào tổ chức của ông ta. Thì tất cả những người này là những người ủng hộ cho ổng trong cái thời gian mà ổng đi vận động, ổng đi kêu gọi và gọi là một cái hội từ thiện, đem cho coi như là quần áo cũ hay là mì tôm hay là đại khái là những cái hội từ thiện thường làm. Thì ông dùng cái thời gian đó để kêu gọi những người đấu tranh bước vào với ông ta. Thì trong lúc này, chính là trong lúc này, thì tất cả những người Việt tị nạn ở ở trong trại tị nạn đó đã đi khắp nơi trên thế giới, trong 28 quốc gia, người ta chúng ta thường gọi là ở hải ngoại, tất cả những nước mà đã nhận những người Việt tị nạn. Ông ta dùng 28 quốc gia đã nhận những người Việt tị nạn này, nói là 28 quốc gia ủng hộ, chứ thực ra 28 quốc gia mà ông ta nói đây là 28 nước mà người Việt chúng ta khắp nơi trên 28 nước này là ông ta đã từng gặp những người Việt tị nạn đó, chứ không phải là thủ lĩnh hay là nhà cầm quyền của 28 quốc gia này là những người mà gọi là ủng hộ cho ông ta. Đó là một cái miệng nhân. Chúng ta hãy thử, nếu mà quý anh chị em nào không tin vào điều này thì hãy cứ thử, hãy lấy một cái hội từ thiện nào hay là một cái bản quyền của một cái doanh nghiệp nào, non-profit hay là một cái business thôi, là một cái tiệm nail cũng được, và viết lên một lá thư cho một cái người nào đó ở trong một cái bộ ngoại giao hoặc là một cái nước nào đó hay là chính phủ Mỹ, thì họ sẽ trả lời như thế nào? Thì họ sẽ trả lời y chang như những gì Quỳnh Thảo Hoàng đang nói đây, là họ viết vào một lá thư, chúng tôi đã nhận được đơn của anh hay là một lá thư của anh, tên gì, tại cái thái độ của mình ấy, để ở trên là cái thái độ tên gì, thì họ sẽ dùng cái đó mà trả lời lại với mình mà thôi. Cái đó rất là dễ, và ông ta cũng lấy cái tên gọi đó để show ra, để cho thiên hạ thấy, đây Mỹ và những quốc gia khác cũng đã công nhận, đây nè, thấy chưa, đây là những lá thư mà của những nước ngoài đã công nhận tôi là chính phủ Mỹ, tôi là chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, gì đó đại khái. Ông ta không có gì cả ở trong nước. Thật ra cái thời đó, theo Quỳnh Thanh Hoàng được biết, khi Nguyễn Hữu Tấn chết và muốn lập một cái kế hoạch để trả thù cho Nguyễn Hữu Tấn, khi Quỳnh Thanh Hoàng hỏi Đào Minh Quân bên ông ta cả một tổ chức, trong khi đó có những ngày họp mật rất quan trọng, thì Quỳnh Thanh Hoàng đã từng hỏi Đào Minh Quân cũng như trong tổ chức của Đào Minh Quân, cả tổ chức luôn, là có được bao nhiêu người bên đó để cho sử dụng trong cái công cuộc trả thù cho Nguyễn Hữu Tấn. Thì cũng đồng thời Angel Phan bị bắt. Thì ngày kế tiếp Angel Phan bị bắt thì đưa ra một dự án mới là phải cứu Angel Phan ra khỏi tù. Thì trong lúc đó họ không biết Angel Phan nhốt ở đâu, họ cũng không biết cách nào để cứu Angel Phan, thì có nhờ giả Quỳnh Thanh Hoàng để đi tìm hiểu coi Angel Phan đang bị nhốt ở đâu, và đồng thời lập lên kế hoạch để cứu Angel Phan. Thì trong cái bữa họp đó có rất là nhiều người, Quỳnh Thanh Hoàng cũng là một trong thành viên, và Quỳnh Thanh Hoàng có đặt câu hỏi rằng bên Đào Minh Quân có lực lượng ở bên trong hay không, có người để sử dụng trong cái công cuộc này cứu người và trả thù cho Nguyễn Hữu Tấn hay không, là một cái kế hoạch mà có hai bên, một là trả thù cho Nguyễn Hữu Tấn, hai là cứu Angel Phan. Thì đồng thời
họ không có gì cả. Họ không có người. Họ trả lời với anh là không có hay không? Không có. Họ không có. Không có người. Có nghĩa là Quỳnh Thái Hoàng có hỏi là ở bên trong thì bên Đào Minh Quân, trong tổ chức Đào Minh Quân có ai để sử dụng hay không? Trong cái thời gian đó thì họ nói hoàn toàn không có. Thật sự từ trước đến nay Đào Minh Quân chưa từng lãnh một cái trách nhiệm gì đối với những người chiến hữu của mình hay là những người trong đồng đội của mình. Cũng như một lần, Quỳnh Thái Hoàng xin nhắc lại thôi cho quý anh chị em thấy. Một lần mà khi trước anh Nguyễn Hữu Tấn là Vương Văn Thả. Khi anh Vương Văn Thả được phong chức tướng và kêu gọi lá phiếu cho Đào Minh Quân hàng ngày thì chắc quý vị đã thấy là hôm nay là ngày mấy, ngày 3, ngày 4, ngày 5, ngày 6, ngày 7. Trong khi đó Đào Minh Quân đã mị dân, đã lừa dối Vương Văn Thả, phong chức cho Vương Văn Thả. Những ngày đó chính Quỳnh Thanh Hoàng có mặt trong bữa họp đó. Đào Minh Quân chính là diễn một người đứng đằng sau hết tất cả những điều này. Và cái người phong chức cho Vương Văn Thả chính là ông bác sĩ Quách Thái Hùng, là đại tướng tướng của Đào Minh Quân. Và người bên cạnh chính là bà Kelly Triệu. Và người thứ ba chính là cô Nguyệt Ánh. Ba người này là từ lúc đó nha, vào cái thời đó là một người là tướng, mà như là trung tướng hay là đại tướng gì đó, là Quách Thái Hùng. Còn bà Kelly Triệu là chuẩn tướng. Còn cô Nguyệt Ánh thì là đại tá. Cũng đồng thời đó, trong lúc này khi họ nói chuyện, Quỳnh Thái Hoàng chính là người ngồi ở đó và biết hết tất cả sự tình. Lúc lừa gạt Vương Văn Thả như thế nào, thật sự ra lừa gạt như thế nào, sau khi chúng ta thấy được cái kết quả mà Vương Văn Thả bị bắt thì chúng ta mới biết đây là một cách lừa gạt của Đào Minh Quân quá tinh xảo. Trong khi Vương Văn Thả bị bắt, có hai chiến sĩ đó chính là người của Triều Đại Việt, cũng là người của Quỳnh Thanh Hoàng trong thời đó. Thì Quỳnh Thanh Hoàng có nói với Đào Minh Quân rằng Quỳnh Thanh Hoàng còn hai người ở lại để hỗ trợ và lấy tin tức trong cái lúc mà anh Vương Văn Thả bị bao vây nhà. Thì ông Đào Minh Quân lên diễn đàn công bố với thiên hạ hai người đó là người của Đào Minh Quân. Cuối cùng hai người mà bị bắt trong nhà của anh Vương Văn Thả không phải là người của Quỳnh Thanh Hoàng mà là người thân của anh Vương Văn Thả tới thăm mà thôi. Đó là một trong những điều mà ông ta bán đứng anh em trong khi anh em đang làm việc. Nếu như một người anh em, đây là một cái thí dụ nha, nếu như một người anh em, một người tướng mà một người lính của mình chưa bị bắt, mới bị tình nghi thì lại bị người cấp trên mình bán đứng ở đằng sau lưng, thì quý vị nghĩ như thế nào? Đó là phần thứ nhất mà Quỳnh Thanh Hoàng muốn nói, là phần Vương Văn Thả. Phần thứ hai là khi Nguyễn Hữu Tấn chết và khi Anh Chủ Phan bị bắt, tất cả điều này Anh Chủ Phan về bên Việt Nam nhằm mục đích theo lệnh của Đào Minh Quân gặp một số tử sĩ gọi là Black Tiger của Đào Minh Quân. Mà cái số người gia nhập vào Black Tiger này chỉ có Đào Minh Quân biết mà thôi. Vì nếu muốn vào Black Tiger phải submit online, là có nghĩa là đăng tên họ và tất cả những gì mà gọi là tin tức cá nhân, tất cả những gì cá nhân, tên họ, tuổi tác, số chứng minh dân 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 dân, số chứng minh dân dân và địa chỉ dân dân và dân dân, và sau đó đồng ý gia nhập vào với tổ chức Đào Minh Quân trong một cái trang mạng, mà trang mạng này không đưa qua bất cứ ai, đi thẳng vào cái mailbox của bên ông Đào Minh Quân. Và tất cả những người này đều bị sập vào cái bẫy của Quỳnh Thái Hoàng, có thể nói là sập vào cái bẫy của Cộng sản Việt Nam.
mà do chính Đào Minh Quân là một người đã đưa tin tức này về bển để bắt trọn một số thành phần, một phần tử yêu nước nồng nàn của Việt Nam chúng ta. Vì sao anh lại khẳng định như vậy? Bởi vì anh không nghĩ đến cái một cái lý do là những người an ninh mạng của bên Việt Nam họ phát hiện được những cái điều đó và họ bắt những người này. Quân Thông Hoài không nghĩ điều đó. Điều đó rất là mỏng manh, không thể nào trong cái thời điểm đó. Sau một thời gian chúng ta có thể dẫn chứng một cách rõ ràng hơn, chính là cái anh Huy Đức mà Quỳnh Thanh Hoàng mới vừa nhắc tới. Anh Huy Đức chính là một người đã ký giấy đạp mặt Hồ Chí Minh và chính tay của Đào Minh Quân chụp tấm hình khi anh Huy Đức ngồi ký tên đạp mặt Hồ Chí Minh. Thì tất cả hồ sơ mặt này chỉ có nằm trong tay của Đào Minh Quân mà thôi. Chỉ có bà Đào Minh Quân cầm mà thôi. Thì tất cả những hồ sơ mặt này đã hiện giờ trong tay của Ban Tuyên giáo của Đảng Cộng sản. Đó là một cái chứng minh tốt nhất mà chúng ta có thể nói lên. Đó là một cách lắp ráp, một cách lắp ráp rất tinh duy của một tên được gọi là lắp ráp của đám Đào Minh Quân, của nhóm Đào Minh Quân. Quỳnh Thanh Hoàng có những cái hình ở đây, ở trong cái phone này Quỳnh Thanh Hoàng cũng có một số hình mà chính Quỳnh Thanh Hoàng đã từng đi chụp và từng ở trong nhóm của Đào Minh Quân. Có thể quý anh chị em cũng đã từng thấy rất nhiều. Quỳnh Thanh Hoàng chỉ đưa ra một trong những tấm hình để cho quý anh chị em thấy. Đây là một trong những tấm hình này ở ngoài tụ nghĩa đường của Đào Minh Quân. Thì Quỳnh Thanh Hoàng có chụp ở đây chung với họ một vài tấm. Thì trong này khoảng 2, 4, 6, 8, khoảng 8-10 người gì thôi. Thì đây là một cái tấm hình toàn bộ trong nhóm của Đào Minh Quân, mà có thể nói là chỉ có 8-10 người, mười mấy người thôi. Nhưng những cái tấm hình này sẽ được lắp ráp vào những tấm hình như thế này. Là đây là quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong những ngày ở ngoài tượng đài. Thì họ dùng những tấm hình này lắp ráp lại chung với một nhóm nhỏ của Đào Minh Quân để tạo ra một tờ báo, hoặc là tạo ra một cái diễn đàn nói rằng người của Đào Minh Quân, đây là lực lượng của Việt Nam Cộng Hòa ủng hộ cho Đào Minh Quân. Thật ra những người của Đào Minh Quân đi ra chỗ tượng đài chụp hình lén bị người ta bắt rất nhiều, bị người ta bắt gặp rất nhiều và bị đuổi ra vì họ đi chụp hình lén những lúc mà chú bác đang làm lễ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, để lấy tấm hình đó lắp ráp vào những tấm hình mà của Đào Minh Quân chụp chung là 5-3 người, 10-10 người, mười mấy người đó, và tạo ra như một cái tấm hình rất lớn là lực lượng rất đông. Thật ra không có gì điều đó. Tại vì Quỳnh Thanh Hoàng chính là ngày 30 tháng 4 nè, 19 tháng 6 nè, tất cả những điều này Quỳnh Thanh Hoàng đã từng ở trong cái nhóm của Đào Minh Quân, là mình đã thấy rất rõ ràng những cái xảo thuật của Đào Minh Quân. Có thể nói một cái tổ chức của Đào Minh Quân mà khi mà tổ chức á, còn tệ hơn là một cái đám bất đề của ở một cái gia đình nữa. Quỳnh Thanh Hoàng không có ngại cái sự người ta cho Quỳnh Thanh Hoàng là phần tử đánh phá. Vì Quỳnh Thanh Hoàng chính là nhân chứng sống. Quỳnh Thanh Hoàng là người đã từng ngồi ở trong nội các của Đào Minh Quân, đã từng xem những tờ giấy được gọi là 28 nước ủng hộ và Mỹ song hành. Tất cả đều giả dối qua những lá thư mà do Tòa Bạch Ốc, do chính phủ Mỹ cũng như ông Clinton gửi cho ông Đào Minh Quân và nói là đã công nhận ông Đào Minh Quân là chính phủ. Thật ra tất cả đều giả dối.
quý anh chị em có thể thử cách của Quỳnh Thanh Hoàng nói, là có thể là quý anh chị em viết một lá thư cho tòa Bạch Ốc, cho một người nào đó ở trong tòa Bạch Ốc, thậm chí cả Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump. Thì câu trả lời nó cũng sẽ giống như Quỳnh Thanh Hoàng nói. Thì quý anh chị em có thể đưa ra một cái tờ giấy đó, đây, tòa Bạch Ốc đã gửi thư cho tôi, tòa Bạch Ốc đã chứng nhận tôi là nè là. À, thậm chí ở đây là cũng là một cái phần mà Quỳnh Thanh Hoàng có thể chia sẻ. Đây, ông Donald Trump đã gửi thư cho Quỳnh Thanh Hoàng rất nhiều. Quý anh chị em nếu nói như vậy thì có thể nói là Donald Trump đã từng gửi thư cho Quỳnh Thanh Hoàng rất nhiều. Vì sao? Quỳnh Thanh Hoàng đã từng viết thư qua cho Donald Trump. Và trong cái email cũng như trong Twitter, và thậm chí bầu cho Donald Trump online, và thậm chí Quỳnh Thanh Hoàng đã từng donation là làm kêu bản gì? Ủng hộ cho đảng Cộng Hòa, cho Donald Trump. Thì những lá thư hồi âm đã, những lá thư cảm ơn đó Quỳnh Thanh Hoàng còn giữ đây rất nhiều. Quý anh chị em cũng có thể dùng cái đó nói à, vậy là ông Donald Trump đã từng nói chuyện với Quỳnh Thanh Hoàng à? Đâu có. Đây là một lá thư xã giao, chứ không có một phải là một lá thư đã được chứng nhận. Quý anh chị, hãy, quý cô chú bác, đừng nghe những gì Đào Minh Quân nói, mà hãy nhìn những gì Đào Minh Quân làm. Tất cả những điều Đào Minh Quân làm không có lợi cho quốc gia dân tộc, mà chỉ đem cái hại đến cho đồng bào. Từ trước đến nay, như chúng ta đã thấy, từ thời của anh Vương Văn Thả cho đến tất cả những người yêu nước thật lòng, những giới trẻ, những anh chị em đã bị Đảng Cộng sản dày dò, Đảng Cộng sản bắt bớ, tù đài, thậm chí có người phải lìa bỏ quê hương để đi trốn đầu này đầu kia, thậm chí đi ra nước ngoài qua bên Thái Cam để trốn cái phần mà cũng một phần đã do Đào Minh Quân đã tạo ra. Điều này rất nhiều, thì Quỳnh Thanh Hoàng chỉ mong rằng quý anh chị em hãy tin tưởng vào những gì mà mình thấy, đó là nghe nhiều, tìm hiểu nhiều trước khi đặt niềm tin vào bất cứ một tổ chức nào. Thậm chí cả Quỳnh Thanh Hoàng cũng vậy. Quý anh chị em có thể tìm hiểu một cách rõ ràng trước khi bước đến, và quý vị có thể tìm hiểu bằng cách nhiều cách khác, có thể là những người chung quanh hay là gọi tới hỏi thẳng. Nhưng đối với Đào Minh Quân, quý anh chị em sẽ không bao giờ có câu trả lời, vì quý anh chị em muốn bước vào để tham khảo thôi, quý anh chị em cũng phải qua một cái gọi là Đàm Mạch Hồ Chí Minh. Và đó là gì? Đó là quý anh chị em phải đưa hết tất cả information của quý vị, tên họ, địa chỉ, quá cá nhân của quý vị, để cho ông ta nắm cái cán trước, thì quý anh chị em mới có thể ngồi xuống để nói chuyện, tham khảo với Đào Minh Quân. Và cuối cùng quý anh chị em lại lọt vào một cái bẫy của Đào Minh Quân tiếp. Vâng, xin cảm ơn anh rất nhiều về cái buổi trò chuyện ngày hôm nay, và anh đã trình bày với chương trình rất là cởi mở. Cảm ơn anh một lần nữa. Rồi, cảm ơn anh Derek, cũng như cảm ơn quý cô chú bác và anh chị em, cũng như đồng bào trong và ngoài nước. Mong quý anh chị em hãy nhìn rõ những gì Đào Minh Quân đã làm. Tất cả là con số 0. Cảm ơn quý vị.